Đau bụng là sao? Ừ? Thấy chưa? Thì ba thấy ra đây là... Trời ơi, tí là ba phải lại ghép nhá. Thì ba lấy sữa cho uống nhá. Uống sữa không? Uống sữa nhá. Tí là ba ghép nhá. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Mình đói nó mình nói nhé nha. Không được nhá, thấy chưa? Bà lấy sữa cho nè. Ngồi xuống đi. Nè, uống nhá. Nhá.
ba lại gặp á. Thấm thủy đêm ăn đêm đêm là mang nhá. Ừ. Ừ. Nghĩa vâng rồi, nghĩa đó. Rồi sau chú gọi thì đừng có mang nhá. Ừ. Thấy nhá. Đừng muốn tự đi ăn đồ thế thì đau bụng đấy. Thấy nhá. Và bị vào nhà ngủ đi. Thank you.